khám rồi là sanh pôn, rồi Việt Đức, rồi là tôi vào cả bệnh viện Chợ Rẫy. Có nghĩa là trong suốt từ Tết năm ngoái cho đến tận cái Tết vừa rồi là tháng 4 năm 2012 vừa rồi là tôi gần như trong cái trạng thái là rất là bế tắc và cảm thấy rất là chán nản, bởi vì mình rất chủ quan với sức khỏe. Đi khám tất cả mọi nơi thì khi chụp thì là toàn bộ sống cổ của tôi là vừa lệch vẹo vừa xoắn vặn, và tất cả bác sĩ khuyên tôi là bây giờ ông phải sống chung và ông đi lúc nào ông đi thôi. Và thú thật không chỉ là trong cái thời gian từ năm khi tôi 49 đến 53 tuổi, là nói tất cả các anh chị đừng bảo tôi nói quá lời, cái thời kỳ 49 53 tuổi là cứ mỗi một đêm tôi thức dậy là trước khi đi ngủ là tôi bao giờ tắm rửa rất sạch sẽ, sau đó lên giường ăn mặc quần áo tương đối là tươm tất, và lên giường là bao giờ làm tư thế rất là ngay ngắn để có đi thì mình nó không cứng, tức là mọi người không phải bó không phải kéo, thì là tôi rất là bi quan như vậy, tức là cái thời điểm nó rất là bất mãn. Và sau đó khi mà cứ mỗi một sáng mai dậy thì tôi lại niệm thần chú là cứ cảm ơn đời sau mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương, và lúc đó tôi rất tủi thân không điện, và có lúc tôi véo mình là mình cảm thấy đang còn cảm giác đau, tức là mình đang còn sống chút cái quãng thời gian tôi rất là căng thẳng, nhưng mà không muốn làm ảnh hưởng đến vợ con, mà tôi chỉ nói lợi được mà tôi tưởng thì sắp đi thì tôi nói vợ con bây giờ em có các em với các con nó thương anh thì chịu khó là cho có gì thương thì thương bây giờ thì đừng đợi nhau ốm hẳn, thì cái thương là nhờ con thương nó thương đều nó thương thật, tức là có gì cho anh em bây giờ lúc anh em khỏe còn ăn được, lúc anh ốm đau chẳng ăn được đâu, thì tôi nói vợ con tôi như thế. Và có lẽ là con về hai con tôi giờ lớn cả rồi, cho nên là bây giờ một cháu đã ra đi làm rồi, nên là sốc quý thời gian là thế. Thì đến khi mà chụp ảnh thì cuộc sống cổ thì bà bảo bây giờ sang Singapore không được không giải quyết gì cả, và đến bệnh viện Đức bà bảo không giải quyết được nó sống cổ, và cuối cùng là các bác sĩ và hiện nay có lẽ ai mà quen bệnh viện Đức, vì tôi là bộ y tế là tất cả các cái giới ngoại khoa thì tôi là quen biết rất nhiều, và cuối cùng tôi đã quyết định là phải đi mổ, bởi vì nó tê và bắt đầu nó đã teo khoảng 2,5 cm cả đùi và cẳng chân, tức là bắt đầu teo, rồi tôi đo bằng cái thước dây và tôi thấy teo rồi, và bảo bây giờ cái đốt là nặng nhất là 4,5 nó chảy vào trong lòng ống sống. Khi nó chảy vào lòng sống thì thưa các anh chị bây giờ không một cách nào khác, và cuối cùng là tập thể y bác sĩ và cái con dao số 1 thế này thì tức là anh Thạch là phó giám đốc kiêm cái chủ nhiệm cái khoa là phẫu thuật cơ sống vậy, và anh Sơn cái này là phó chỉ khoa, hai con dao là có thứ hạng ở Việt Nam thì sẵn sàng là cho cái mổ, và yêu cầu là tôi là gọi là trong nghề nên là có bảo hiểm, nhưng mà người ta ước chừng cái mổ cái này khoảng là trên dưới 100 triệu. Thế thì hôm đó là tôi đã nộp 34 triệu và chuẩn bị lên bàn mổ. Thì đúng cái dịp tôi mổ là ngày 26 tháng 4 năm 2012. Thì khi tôi quyết định mổ thì tôi rất là phân vân, bởi vì nếu mổ thì lại phải nằm mất 3 ngày nghỉ, bởi vì ta nghỉ lễ mà 30 tháng 4 của tôi nằm nghỉ 4 ngày liền, bởi vì nó trùng vào thứ bảy chủ nhật. Thì nếu mà nghỉ thế thì càng là rất căng thẳng, tại vì những lúc đó thì bác sĩ chuẩn bị hết mà tôi bảo mà mổ thì họ bảo là 50-50, tức là nửa sống nửa chết, thì rất là hoang mang. Và tôi đã chuẩn bị cái tôi thuê hẳn một cái phòng theo yêu cầu là 1,5 triệu một ngày ở tại Việt Đức, chuẩn bị xong hết cả rồi. Thì đúng cái ngày đó là tôi chuẩn bị đi mổ, thì cái hôm đó là tôi lên với bác sĩ cuối cùng, thì hôm đó là vợ chồng của Đinh Nguyễn Tiên Sinh và Catherine cô nương là đến nhà tôi, tức là cả hai vợ chồng đến, và tôi cả chị Alo Hà đến với tôi là trong cái tâm trạng là cũng rất quý thôi, bởi vì tôi có xuất hiện 1-2 lần cái webinar, các anh chị đến với tôi là thăm tôi. Và thậm chí là đến lúc đó tôi đang đến nhà bác sĩ Sơn ở trên tận chỗ cái công viên Hòa Bình kìa, mà vợ chồng anh Đinh Nguyễn tôi nhớ đến và về là còn ngủ gục, tức là đợi tôi gần 11:30 xa đêm. Thế tôi về lúc đó đang chuẩn bị xong hết thì mổ, và tôi nói quyết định là tôi phải mổ không cách nào khác cả. Thế hai anh chị và tôi bảo là có lẽ lúc đó là anh Đinh Nguyễn với chị Dung với chị Alo Hà cũng bảo là cô thì cũng không biết khuyên như thế nào cả, và cũng không giấu giếm được anh chị. Trước lúc đó thì có một cái nhân vật rất đặc biệt là có 2-3 lần tôi chia sẻ trên webinar thì có một anh nhân vật là anh là Ngô Hồng Phong, anh hiện nay là đang làm ở Dầu Khí của Vũng Tàu, và anh có một người vợ cũng bị còn trạng thái không khác gì rồi cả, có thể là nằm bê xếp suốt cả một thời gian rất dài. Thế thôi sau đó thì anh cũng có ra cho vợ ra nhờ một bác sĩ ở bệnh viện, một cái anh bác sĩ gọi là có cái chuyên môn nghiệp vụ một chút để về ở Hải Dương. Thì là về Hải Dương thì là về chữa thì chị cũng có đỡ, nhưng mà người ta yêu cầu chị ngoài này tôi cùng chị không vào được, vì chị nhà anh chị là rất yêu chó, một mình nhà anh chị là nuôi hơn 40 con chó, cho nên là chị yêu chó còn hơn cả yêu con, nên là cuối cùng là chị không bỏ chó được, là chị lại bỏ về trong Vũng Tàu.
bỏ Vũng Tàu, thì cuối cùng là trong trạng thái là không còn gì nó mất. Thì bắt đầu chị tên là chị Miên, chị hơn tuổi thì anh Phong. Thế thì chị Miên cũng trong cái trạng thái này quốc gia Ma Cầu thì bắt đầu chị làm quen cái sản phẩm này, từ cái tên là Vitality. Thì chị uống thì như vậy là chị uống lọ thứ nhất thì chưa hết một lọ thì tự nhiên chị bảo là như thể có một cái phép tiên gì đấy, là chị cảm thấy chị đi lạ. Và thậm chí chị bảo là cái thật anh Phương là Miên còn có lúc còn bưng cả một cái thùng 10-15 cân mà trước có chị nghiêng một chút là không nghiêng được. Và tôi nói chị là tôi đi bao giờ là tôi có một cái vành đai thẳng này, không biết chị cũng tương tự như tôi vậy. Và người thấy chị đỡ, và có lẽ là cũng xuất phát từ cái tình cảm của một người bạn thôi. Và có lẽ tôi thấy chị có công việc thì có cái tình cảm như vậy. Anh bỏ hẳn tất cả công việc, anh bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Hà Nội với tôi. Và anh đi từ sân bay Nội Bài về thẳng nhà tôi. Và sáng hôm sau là anh tháp tùng tôi xuống tận. Tức là bảo không hiểu sao Phong tiếp được Quý Phương. Hai anh em kiểu đồng niên với nhau, quý nhau lắm. Và anh bỏ hết cả cái khối lượng tiền chứ thương anh chị là bây giờ là ra vào là gần 6 triệu. Bay ra mới vào đấy ạ. Thế mà số đó không được mà suốt cả một ngày anh làm với tôi thì không giảm biết gì cả. Cuối cùng là anh về trong cái trạng thái rất buồn, mà tôi nói thật là xuống đó cái ông bác sĩ nó làm rất cẩn thận và cũng không giải quyết được gì cả. Thì cùng anh về và thưa tất cả anh chị là suốt từ 2011 cho đến tận cái tháng 4 năm 2012 là như vậy, trên một năm trời tôi đi như vậy là trên dưới 10 bệnh viện và có thể nói là trên dưới 20 bác sĩ, trong đó kính thưa các loại lam. Tức là nói thật các anh chị là tôi cũng làm liều tất cả các kiểu, lúc đó chả thiết gì cả. Tức là mỗi người chuyên một kiểu, đến lúc mình là người bệnh chứ không phải là bác sĩ nữa thì mình rất là buồn chán, cứ ai bảo thì làm đi, nhưng mà không có một cái tác dụng gì cả. Thì cuối cùng là tôi anh chị là ngày mùng 2 tháng 5 tôi quyết định lên bàn mổ. Và đúng mùng 2 tháng 5 là sau cái dịp nghỉ đó, không hiểu lý do gì tôi anh chị là tôi cứ lên bàn mổ, tôi lên 3 lần liền thì lại đổ xuống, cứ lên là xuống, là vì sao như là tự nhiên huyết áp lên rồi lại cứ lên tăng vọt. Thế xong bắt đầu ra họ điều chỉnh như lại nằm đến lần thứ ba, mà huyết áp tôi như nhiều năm như vậy thì họ đưa ra ba khả năng thứ nhất ông này sợ chết nên là huyết áp nó tăng, khả năng thứ hai là thời điểm cái trời nó nóng quá thì không được, nhưng mà tôi cho khả năng thứ ba có lẽ anh chị chẳng ai tin, tức là thật không cho đây một. Tức là tôi cứ lên giường thì là nó rất là kỳ lạ, tức là lên giường thì lên bàn mổ thì tôi không đi mất, với tôi là cầm súng cũng đánh nhau và làm các kiểu, là mình đến mức sợ như vậy, mình chuẩn bị mình mổ rồi thì sợ chứ không phải. Nếu bảo vào trời tiết nóng thì trong nhà tôi là toàn điều hòa cả, làm cho nóng được ạ. Thì tất cả mọi thứ để chuẩn bị rất chú đáo, mới đó mới là tiền mê chứ, tức là tôi chưa làm gì cả. Tôi rất là, bởi vì là họ bảo là mổ nhưng mà anh vẫn biết được, tức là gây tê toàn bộ cái vùng cột sống và anh sẽ đi được đục đẽo nhà hết. Và vì cái phương pháp mổ như vậy là phương pháp tích cực nhất đó, là họ sẽ lôi toàn bộ cái phần cái nhân nhầy đĩa đệm ạ, lôi ra xong thì bơm silicone vậy, tức là cái phương án tích cực nhất như vậy. Nhưng nếu mà không thể mổ soi được, bởi vì mổ nội soi với điều kiện là phải ngắn, nhưng ông khẳng định tôi là tôi bị mổ phanh, bởi vì là tôi là thoát vị đa tầng, tức là liên tầng, nên buộc phải mổ phanh. Và nếu mổ phanh như vậy là rõ ràng là rất là cái mổ xấu đã làm rồi, nhưng mà phải dùng tất cả các cái hệ thống là sắt để kết nối với nhau và kéo dài hàng vài năm trời và đóng cung như vậy. Thì tôi chấp nhận tất cả. Đấy, thì tất cả phương án, nhưng mà cuối cùng là lên thì thưa tất cả quý vị là cứ lên lại xuống và cuối cùng là bác sĩ bảo chẳng chưa bao giờ có cái ông này lạ như này. Thế tôi đi xuống, thế cuối cùng về bao nhiêu người đến thăm tất cả mọi thứ là cuối cùng đến thăm, cuối cùng chả biết thăm gì cả. Thế là đó đi về và về bảo thôi bây giờ về điều trị huyết áp đi, rồi là khi nào huyết áp ổn định rồi lên mổ. Thế thì thưa các quý vị là về thì tôi về huyết áp thì bình thường, đã có 110-70, 120-80 thì nó là cái ngưỡng bình thường, chẳng việc gì cả và mạch thì rất ngon lành. Thế thì thưa các anh chị, lúc đó là thời người tôi nó suy sụp và có thể người rất là xấu và ăn uống là kém và có lẽ tư tưởng rất nặng nề. Thế thì cuối cùng lúc đó là tôi nghĩ đến cái lời khuyên của vợ anh Phong, tức là chị Miên, và sau đó là có rất nhiều bạn, hôm đó là đấy tôi nhớ là có vợ chồng chị Nguyễn, là có chị tất cả các anh chị Hồng, chị Thủy, rồi là anh Tùng, là tất cả các anh chị mà thời điểm đó cũng rất thương tôi, đến nhà tôi rất là đông, cũng nghe lời khuyên tôi cùng đi uống. Thì lần đầu tôi uống, duy nhất lần đầu tiên tôi uống là uống có mỗi cái Vitality. Và thưa các anh chị là lần đầu tôi uống là sáng 2 viên, trưa 2 viên, và uống trong bữa ăn theo đúng cái hướng dẫn của chị Aloha nói trong các cái phần giảng và kể cả Thủy Trinh. Tôi lúc đó tôi rất chịu khó nghe webinar, và có lẽ anh Đinh Nghĩa là người
là chủ trì rất nhiều chương trình, tôi rất là trung thủy với cái chương trình đấy. Và trong suốt cái lộ trình đó, tôi bắt đầu đi uống, sau đó tôi uống tăng, tôi uống đến 6 viên, tức là sáng 3 viên, chiều 3 viên. Các anh chị khác là làm một lốm, nhưng mà tôi rất cẩn thận, vì tôi có ý thức, tôi lập trình bằng điện thoại di động. Tức là cứ đến giờ đó là ăn cơm là tôi uống, và tôi uống cùng, và cái cách uống tôi học cách uống là nếu anh chị nào biết uống là uống là bị hấp lên một cái, xong tọt xuống và cùng với nước. Thì nhiều người uống là tôi vướng cái cổ. Thì tôi uống cái đó, và kèm theo tôi uống thêm một cái hộp Life Pack Hà Nội, những cái uống đó thì không hỗ trợ. Nhưng cái mà tôi uống cái thứ hai nữa mà có lẽ hôm nay tôi có lẽ cái người em mà cái người tôi rất quý là Lành Cao, bây giờ hình như là lên tay bẩn đấy không ạ, thì là thấy thương anh Phương thế thì lại gửi cho tôi biếu tôi hai chai nước gấp. Tức là đây là nước gấp, thì thưa các anh chị là sáng nay anh chị nào mà đi nghe dự ở cái chương trình chỗ ở La Thành ấy, thì tháng 10 là đi có nước gấp. Thế mà cái nước gấp anh chị bảo là bằng chai bằng lọ thì đi rất là nặng, thế gửi ra như vậy tôi uống là cái chai hai chai nước gấp và hết một chai à, hết một lò vitamin thì vẫn chưa chuyển biến gì, nhưng tôi vẫn uống bởi vì lúc đó không có cách nào khác cả. Thực ra lúc đó tôi đã có một thời gian trước đó tôi cũng rất là bất mãn, tôi lên một cái ông, nếu ở đây ai mà mở một trang ra thì có một cái ông tên là ông thầy Tranh làm ở làng cổ đường Lâm của Sơn Tây ấy, tôi cũng lên đó, nhưng mà lên bấm là đấm là lần thứ 8, ông này là chỉ chữa bệnh đấm thôi, mà đấm nó kiểu muốn quay lại đấm vỡ mặt ông luôn, đấm đau cũng như tưởng tượng được, nhưng mà rất nhiều người đó, tôi thấy thật với các anh chị rất nhiều người đó. Nhưng sau đó là bắt đầu là thầy các cái cơ quan chuyên môn đến, họ yêu cầu đóng cửa và rồi tắt, bởi vì là bằng không có và giấy phép hành nghề cũng không, nên là tôi buộc phải về và chẳng có cách nào khác cả. Bây giờ bà mổ không mổ được, cái cùng mà tôi bảo thôi thì cứ uống đại, bởi vì tôi thấy thật các anh chị tôi rất dị ứng với cái thực phẩm thế này. Và nói thật các anh chị là tôi rất ghét những người mà lên nói là nói không trung thực, bởi vì có lẽ cái thực phẩm chức năng nó tạo dựng cho một cái lớp người nói rất hay nhưng mà nói dạy không phải dạy. Là tôi có một cái dị ứng như vậy nên là tôi không tin cái chuyện đó. Nhưng mà lúc này tôi mình gần bên bờ độc thảm thì tôi uống và uống đến hết lọ thứ nhất sang lọ thứ hai và đồng thời hết cái chai nước á, thì tự nhiên không hiểu lý do gì là tôi cảm thấy là cái triệu chứng lâm sàng rất rõ hết. Thưa các anh chị là bắt đầu là tôi phải đeo đai ấy. Rồi sau đó là tôi đi và đi, thưa các anh chị là tôi đi vì trống, đi rất khổ và từ lệch vẹo tay đi dựng lại và đi từng bước rất là vất vả. Và tôi đã phải nghỉ hẳn việc không đến cơ quan nữa, và tôi làm chỉ có làm ở nhà không thôi. Và lúc đó là chỉ có uống duy nhất mỗi là Tariti và nước gấp. Đấy thì khi hết lọ thứ nhất sang 1/3 lọ thứ hai thì bắt đầu là thưa các anh chị tự nhiên là dấu hiệu gần như đi vắng sạch, tức là không còn dấu hiệu đau đớn gì cả. Và chân tôi bắt đầu là nó nở dần ra, tức là tôi rất chịu khó cho nó. Bởi vì là tôi là bác sĩ nên rất chịu khó, thì tác động tất cả những việc túc tăng lý tai môn dao, rồi là kể cả ủy trung thừa sơn, tất cả các cái việc chập biên, rồi là các cái việc để kích thích và làm cho rung cơ để nó hồi phục lại. Và cái điều rất kỳ lạ là sau đó thì các anh chị biết là cho đến giờ phút này thì suốt từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tôi đi lại hoàn toàn bình thường, không ai hiểu tôi đau cả. Và các anh chị biết là từ nếu tất cả các bác sĩ nhìn trên hình ảnh MRI của cuộc sống cổ thì họ bảo là ông này không chết là vô đi. Tức là nhìn các anh chị biết là cái luật, bởi vì là nếu mà máu với oxy không thể lên được não thì đương nhiên vì thuốc đó tôi bị cái cơn đau đầu rất dữ dội vì không được máu oxy lên luôn. Nhưng xuất phát từ do đó là tôi cũng chịu khó như vậy. Thưa các anh chị, tôi có mỗi một động tác, một là tôi uống và tôi uống rất đều đặn. Cái thứ hai nữa là tôi có một động tác hỗ trợ thêm nữa là tôi xoa bóp. Thứ ba nữa là hàng ngày thì tôi có một động tác là tôi ra tôi cầm, tôi kéo xà đơn đấy ạ, tôi cầm xà đơn và tôi chỉ treo thôi. Và mỗi một lần tôi treo tôi nếm như vậy là cứ đủ cố gắng được một phút thì tôi lại thả. Rồi sau đó cứ được 3 lần như vậy để nó giãn cuộc sống ra. Và có lẽ tôi là bác sĩ nhưng bây giờ tôi chưa giải thích được, nhưng mà tôi trộn nghĩ rằng chắc chắn là cái vitality cái nước gấp này có một cái công dụng gì đấy. Bởi vì trên thực tế ta gọi là thực phẩm chức năng, nhưng tôi nghĩ rằng nó có một cái cách sắp đặt mà tôi rất tâm tâm đắc cái suy nghĩ của chị Nghiệp vừa rồi là như vậy, là cái công nghệ gen nó vào này để đó nó thay thế, nó sửa chữa, nó sắp xếp lại gì đấy. Bởi vì nó không phải là thuốc, nhưng mà chắc chắn là nó hỗ trợ làm sao để như vậy. Là tôi nghĩ là bởi vì nếu như các anh chị đây ai quen ấy, thì cái đĩa đệm nó chảy vào lòng ống sống thì nó chèn hết vào toàn bộ võng mạc thần kinh. Và võng mạc thần kinh bao giờ dẫn tới hiện tượng đau rất dữ dội và nó dẫn tới là teo cơ vì không được nuôi dưỡng. Nhưng cái điều kỳ lạ nó không biết được mạch là thuộc ra nếu về mặt nguyên tắc là tôi phải chụp lại. Nhưng tôi xin nói với anh chị một cái điều kinh hoàng đó là sau tôi làm như vậy thì đúng chiều mùng 3 tháng 9 vừa rồi. Chiều 3 tháng 9 vừa rồi tôi đi về thì tôi là cái thằng rất máu bóng bàn với cầu lông. Thì tôi thấy là cảm giác mình bình thường, và sau khi rửa xe xong thì đúng chiều 3 tháng 9 thì đi vào cái chỗ bóng bàn.
và chơi, bởi vì tôi nói thật anh chị là tôi là thuận tay trái, nhưng tôi chơi và tất cả mọi người là cái đó là thường là thứ hạng về bóng bàn, chứ vào đánh chưa chứ là những người gục ra. Thế là tôi biết là tôi chết rồi, tức là tôi hỏng rồi. Nó cuối cùng về bắt đầu ai chửi ngu đi mà bác sĩ mà dốt như thế, cuối cùng là về tôi nằm liệt luôn mấy ngày liền. Và cái gì nhất là lúc đó chẳng có cách nào khác cả. Và 13 tiếng hôm nay là cái gì nhớ là hôm nay là mùng 22 tháng 9 ạ. Cho nên chỉ là tôi uống tăng liều. Mà nước đó không có đâu ạ. Tôi uống duy nhất có mỗi 3 tay gì thôi ạ. Nhưng mà có thêm một cái lọ nữa đây, đây có chị Catherine thì là chị có mua hộ tôi hai lọ là Bon Formula và I Formula. Hai bộ I Formula tôi chưa dùng hết. Và tôi cũng có dùng để tí mắt chứ mà. Tôi xem cho đánh cầu lông này bị chấn thương mắt. Nhưng mà có cái điều mắt bây giờ tôi vẫn đọc tốt. Nên là tôi không uống, mà tôi uống là cái Bon Formula cộng có cái Vitality. Và bây giờ tôi uống xong lọ thứ tư. Và có lẽ cũng đây là cái minh chứng hùng hồn là tôi trải nghiệm rồi. Và tôi được cái kết quả thế này. Và sau đó tôi có chia sẻ với một vài người. Và bây giờ đã có những tín hiệu tích cực. Và tôi muốn đưa, mới nói tất cả các chị này. Tôi bảo là chữa người bệnh chứ không phải chữa bệnh. Cho nên các anh chị đừng có một cái suy nghĩ rằng là đây là nó phác đồ, đây là một công thức mà có thể người này có khi chỉ một nửa lọ là có kết quả, có khi người 3-4 lọ mới có kết quả. Với tôi là gần một lọ, hơn một lọ với 1/3 lọ thì tôi có kết quả. Thì và bây giờ là xuất phát từ tất cả lý do đó thì tôi lại có một cái kỹ năng nữa là tôi có một chút cái kiến thức tôi hay đi nói. Và chính vì thế là nên cho tôi xuất hiện một số buổi trên webinar. Và ngoài đó ra thì có lẽ hôm nay tôi mạnh dạn nói với tất cả anh chị là tôi uống cái này, nhưng tôi có một cái thói quen rất nghiêm túc là có lẽ là tôi rất tin vào vấn đề tín ngưỡng. Cho nên các anh chị biết là tôi đã chính thức ly dị với động vật bốn chân. Tôi không hề ăn động vật bốn chân. Thứ hai là tôi không ăn lòng, bất cứ lòng thì tôi không ăn. Và thứ ba là tôi đi đâu tôi cứ niệm Phật. Và có lẽ các anh chị biết khi bao giờ tôi mổ xẻ cái câu từ là A Di Đà Phật thì anh chị sẽ hiểu. Và các anh chị đừng quên cái tháng 7 vừa rồi là tháng Vu Lan, tháng Cô Hồn, tháng Yêu Lan Chức Nữ, tháng Báo Ân Báo Hiếu, tháng Xá Tội Tâm Nhân, tháng Nhớ Về Mẹ Cha. Thì có lẽ các anh chị biết là tôi chiêm nghiệm đó và tôi thấy hiệu quả rất là cao. Và tôi trong suốt cả thời gian vừa rồi tôi rất chịu khó làm phước, rồi là làm phúc. Và tôi có lẽ là các anh chị biết là từ bây giờ cho đến hết tận ngày 23 tháng 10 là tôi lên của tôi là kín đặt, tức là được rất nhiều nơi được mời. Và tôi được đi cả nước đấy. Và tôi cũng đi thuyết trình rất nhiều về lĩnh vực này. Cái thì hôm nay là tôi cũng vì quỹ thời gian không có nhiều, nhưng tôi chỉ nói các chị cái thứ nhất là tôi là người trải nghiệm Vitality và đi nước đất. Hai, tôi đang bổ trợ thêm Life Partner và cái Bond Formula. Và có lẽ các chị biết là tôi thấy người Việt chúng ta có một cái câu chữ có nên rất muốn chia sẻ các chị là hãy biết chăm sóc sức khỏe chủ động khi mà mình chưa có bệnh. Có bệnh rồi thì các anh chị biết, chúng ta biết là người Việt chúng ta hầu như trong tình trạng đó. Thì tôi có hy vọng rằng một cái dịp nào đó trên các Việt Nam, tôi rất muốn anh chị chúng ta hãy làm quen cái chương trình này. Đến bây giờ nó gần là món ăn tinh thần của tôi, tức là cứ 9 giờ đến 10 giờ thì gần như là tối nào cũng có cái chương trình tương đối cụ thể, rất rõ ràng, rất là chuyên nghiệp từ mùng 2 tháng 9 đến tận bây giờ. Và chắc chắn cái chương trình sắp tới, và có lẽ anh chị biết là từ cái chỗ tôi nghi ngờ đến cái chỗ tôi đã bắt đầu gắn kết và tôi đã chính thức bước vào cái tham gia Inoski này. Và có lẽ anh chị biết là rất khó hiểu không ạ, tôi tham gia này cũng không phải là chỉ vì là chữa bệnh thôi chứ chẳng đi cho mình ấy, thế mà bây giờ cũng lên e rồi. Và bây giờ hiện nay là ngày hôm nay tôi cũng đã tham gia chương trình đấy, đúng không ạ? Tất nhiên là cái thế mạnh của tôi thì là chỉ là nói liên thiên trước đám đông thôi. Chứ còn tất cả những cái sản phẩm rồi những sơ đồ trả thưởng này, tất cả tôi rất ấu trĩ, là không hề chuyên nghiệp và không thể nói ngon lành đàng hoàng như chuyên nghiệp vừa rồi. Thì tôi không biết cái đó thì tôi không có thời gian, tại vì tôi đã ra công tác ở đài một cơ quan bộ như vậy. Cho nên là hôm nay chỉ đưa ra một cái lời minh chứng như vậy. Và cũng mong tất cả anh chị chúng ta hãy suy nghĩ kỹ, hãy cân nhắc thật cẩn thận và đừng có tiếc. Người Việt chúng ta rất là buồn cười, là khi bắt đầu là chưa có bệnh thì mua cái gì cũng phải cân nhắc, mua cái gì phải xem xét, và có khi là còn thà chết trong chịu hy sinh. Còn gì, nhưng mà đến khi mà bắt đầu ung thư giai đoạn cuối thì nó đã bán nhà không bán, và lúc đó bán thì không còn cách gì nữa. Cho nên tôi rất muốn là hôm nay nhân cái việc chia sẻ này thì muốn nói một suy nghĩ của một người thầy thuốc, và cũng nói với một cái tâm lòng của người mẹ hiền. Bởi vì thưa các chị, bây giờ bệnh viện bây giờ các chị biết rồi,
rất nhiều vấn đề trong suốt 2 năm trở đây, ngành y chúng tôi đang rất nhiều vấn đề là cần phải xem lại về cái thái độ, về cái ứng xử, về vấn đề tinh thần trách nhiệm. Cho nên tôi muốn mong chúng ta hãy nhân cái cơ hội này, đây là một sân chơi nó rất bổ ích, và mong cái chúng ta hãy suy ngẫm, hãy cân nhắc và hãy đừng phân vân nữa, hãy vào cuộc sớm và hãy chia sẻ cái niềm vui. Và tôi chỉ nói một điều là trải nghiệm rồi thì hãy sao chép nguyên bản với người khác, đừng lặng xe, đừng thương mại, đừng có hư cấu, đừng có thần thánh hóa, nói thì phải tội chết, cái gì đúng ta phải làm. Và Nuskin là một cái sân chơi tôi nghĩ rằng nó rất nghiêm khắc, thì tôi rất muốn có một vài lời như vậy. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe.